Thế thì bản chất của phản ứng này là gì? Bản chất của phản ứng này Fe3 cộng là không phản ứng với KMnO4 nhé, mà Fe2 cộng phản ứng với KMnO4 để tạo thành Fe3 cộng và Mn2 cộng trong MnSO4 và K2SO4. Được chưa? Ta có số mol. Được chưa? Ta có số mol. Số mol của anh KMnO4 bằng, đây bạn nhìn này, 9,72 ml nhá. 9,72 ml mà nhân với nồng độ là 0,012 m. Vậy ta sẽ tìm được số mol. 1,1664 nhân 10 trừ 4. Đấy, 1,1664 nhân 10 mũ trừ 4. Được chưa? Thế thì đến đây nhìn này mình ngay sử dụng áp dụng là định luật bảo toàn electron. Ta có này, Fe dương 2 đến Fe dương 3 1 lần số mol Fe dương 2 bằng Mn dương 7 về Mn dương 2 là 5 lần số mol của KMnO4. Và đến đây mình tìm được số mol Fe dương 2 luôn. Đúng không? Là 1,1664 nhân 10 trừ 4 nhân 5 bằng 5,832 nhân 10 mũ trừ 4. 5,832 nhân 10 trừ 4. Vậy Fe2 cộng mà ở trong 10 ml dung dịch Y này là 5,832 nhân 10 mũ trừ 4. Vậy từ đó mình sẽ suy ra để 10 ml dung dịch Y thì có tương đương mol Fe2 cộng về 100 ml thì sẽ có là 5,832 nhân 10 mũ trừ 3. Ok chưa? Thế mà số mol Fe dương 2 chính bằng số mol của mỗi mol bởi vì tỷ lệ 1:1 nên nó sẽ là 5,832 nhân 10 mũ trừ 3. Thế nên mình tìm khối lượng mỗi mol rồi mình chia cho 2,656 là xong, đúng không ạ? 86,07% làm tròn đến hàng phần 10. Và khi làm tròn đến hàng phần 10 thì đáp án của chúng ta nó chỉ có thể là 86,1.